Một buổi gặp gỡ giữa âm nhạc mang đậm chất dân gian của các miền đất xa xôi ở châu Mỹ Latin và các khúc dân ca xá, điệu múa của dân tộc Mông vừa được tổ chức cho các em học sinh tại Hà Nội. Đây là một sự kiện được tài trợ của Đại sứ quán Peru nhân kỷ niệm 197 năm ngày Quốc khánh Peru. Chương trình lần này do ban nhạc dân gian nổi tiếng Apu Inca đến từ Peru trình diễn. Đại sứ Peru tại Việt Nam mong muốn buổi giao lưu hòa nhạc này sẽ góp phần giúp các bạn học sinh Việt Nam hiểu biết về nền văn hóa của đất nước Peru xinh đẹp. Ngày hôm nay em được nghe buổi hòa nhạc tứ tấu Apu Inca khá là ý nghĩa đối với em, tại vì gần như em chưa bao giờ được nghe các nhạc cụ dân tộc của đất nước Peru, và đó là khá là một trải nghiệm mới với bọn em. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và chúng tôi đã ngay lập tức cảm nhận được tình ấm áp của người dân Việt Nam. Tôi rất thích bài hát Hello Việt Nam mà các em học sinh đã cùng biểu diễn với chúng tôi ngày hôm nay. Buổi biểu diễn không chỉ dừng lại ở mục tiêu giúp các bạn học sinh học hỏi nhiều nét văn hóa độc đáo từ những nghệ sĩ quốc tế, mà qua đó các em còn đóng vai trò như đại sứ văn hóa nhí, chia sẻ những niềm vui, lời chúc mừng nhân ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước Peru xinh đẹp. Các em sẽ truyền tải và quảng bá giá trị bản sắc Việt qua những tiết mục đậm chất truyền thống.